Em test em giới thiệu đôi loa này như thế này chắc là theo cái kiểu vùi hoa dập liễu quá các bạn. Một đôi loa phải nói luôn là nó gọi là dòng loa cao cấp, dòng loa cao cấp. Bác nhìn chi tiết, em quay chi tiết cho bác luôn này. Chút nữa em vừa test em vừa quay chi tiết cho bác. Đây là một đôi loa nó xếp thử gọi là thương hạng loa cao cấp mà em Tuấn vẫn cứ để dưới nền đất. Mà báo đất đất thì thôi, gạch nó sạch như này rồi, nhưng để như thế này không bao giờ loa test được hay, vì cái chất nền này này nó hất lên nó hơi chói, nó hơi hất bát ngược, nó hơi khó chịu. Bác nhìn còn đẹp nhé, còn zin hết luôn. Những đôi loa này các bác có lấy về các bác có nói phét nhiều không, có thách nhau không, phải là thích có tiền mà mua được những đôi loa này đâu bác ơi. Dòng này ít lắm, không có nhiều, ở lỗ thủng hơi phía trước luôn cho các bác. Những đôi loa này nó phải được đặt trên những cái kệ sang trọng, nó phải được đặt trong một cái căn phòng chuyên nghe nhạc, chuyên nghe nhạc thôi. Đấy, nó phải được đánh monorock hay được đánh ở những chiếc âm ly nó có những cái giá trị mấy chục triệu trở lên. Nhưng đây em vẫn đánh cái âm ly có hơn 3 triệu, loa thì lại đặt dưới đất. Cứ đánh cái kiểu đưa đưa thế này thôi bác ạ. Đấy. Nhưng mà các bác cứ thấy là nó vào tai là ok đấy. Là về nhà bác âm đi đẳng cấp nó thì khỏi hỏi luôn. Dạ. Phía sau cái này thì không nói rồi. Này cái tem nó không nói rồi đây. Đây ạ. Model 703C series 7389. Ok chưa? Nặng lắm bác ạ. Cả một cái bìa này này nhá. Có nhìn cả một cái bìa khung này này. Đây này, cả cái bìa này nhấc ra là gang. Em đoán là gang hay sao? Gỗ thấy nặng lắm. Đây gỗ rồi đây gang vậy. Không hiểu nó làm cái gì, nặng trịch. Con loa này có chiều ngang đây. Chiều ngang. Để em lấy cái thước em kéo cho các bác luôn cho nó dễ. Vâng nhá. Em lấy thước em đấy. Có nhìn chưa? Đẹp chưa? Riêng đôi loa này không phải là có tiền mà đã mua được đâu nhá bác ạ. Chiều ngang của em nó là 28, gần 28. Chiều sâu của em nó là 25, hơn 25 một tí thì. Chiều cao 31. Mời các bác vào bản test. Em test cho bác vài thể loại nhạc đi. Các bác nào không thích nghe nhạc này thì bác tua nhạc khác của em. Này. Thử các loại nhạc luôn nhé, nhạc mạnh có, nhạc êm có. Thank you.
Sâu, nội lực nó khỏe mà lại còn test ở dưới nền đất ngay ra ngoài sân luôn, không có phòng kín gì cả. Đôi này có mức giá là 16.800.000, bạn nào có nhu cầu liên hệ. Chào các bạn ạ.